Hello, xin chào mừng tất cả mọi người trở lại với kênh Lan Rừng Hà Độc Serap Bắc Tây Nguyên. Hôm nay thì mình có lên được một lô các cái một số cái mầm giả hạt tương đối đồng đều nhau. Và cái lô này thì lựa trong các cái lô có mầm dài mầm ngắn ở trong nhà mình ra thì lấy ra một số cái mầm nó kích cỡ nó tương đương đồng nhất với nhau để các bạn để cho dễ cho các bạn mua. Thì cái lô này thì đồng giá 500.000 một mầm. Đó. Và các bạn lưu ý là phí ship thì bên mình không bao, tức là ship khoảng 40-50 nghìn gì đấy thì bên mua tự trả. Tất cả các cái dây này đều là hàng rừng gia ly và toàn bộ là đều nguyên rễ, nguyên thân tơ thân già. Đó, và không có hàng bị dập gãy nha các bạn. Chỉ có một số lá thì có một vài lá nó bị héo, bị dập thôi. Chứ còn lại là ngọn và thân nguyên si. Thì bây giờ mình sẽ xem cụ thể như thế nào để anh em nào mua thì các bạn nhìn qua cái lô để các bạn biết. Chiều dài bình quân khoảng trên dưới 20 phân nha các bạn. Đó. Nếu các bạn thấy quan sát là có thân tơ nè, một số cái thân già và rễ. Một mâm như thế này là có giá là 500.000. Đó. Ui thằng này bị gập mấy cái thân rồi. Nào các bạn lưu ý nha, những cái hàng nào mà bị lỗi là bên mình sẽ loại ra hết nha. Loại ra để mình trồng. Như cái mâm này nó bị gập mấy cái thân gốc rồi. Nên mình sẽ loại ra. Hơi uổng. Rồi. Đó, các bạn về làm giống nha. Giá hạt rất là khỏe nha. Các bạn trồng muốn nó ngủm cũng khó lắm. Đấy. Có một số thằng thì 20 phân, có một số thằng thì dài hơn. Tất nhiên thì hàng rừng thì không thể đều nhau hết được. Hái được từ rừng mang về đến nhà mà được giữ được như thế này thì rất là khó nha các bạn, không hề đơn giản đâu. Cho nên là các bạn phải chấp nhận cái việc mua lan rừng này sẽ có một số cái lá nó bị hơi dập một tí. Quan trọng là cái đầu ngọn không bị gãy, tại vì gãy thì mình không có bán. Hàng gãy thì bên mình không có bán, giữ lại trồng hoặc là sẽ bán với giá thanh lý nó khác. Đẹp nha các bạn. Mình nhắc lại là giá là 500.000 một mầm. Nhưng cái mầm này sẽ ngắn hơn nha, bù lại là cái lá của nó rất rất là đẹp nè các bạn. Lá rất là mướt. Mầm này thì chưa đến 20 phân nhưng mà lá nó mướt. Các bạn lưu ý là mình bán ngẫu nhiên nha, chứ không có lựa đâu nha. Các bạn đừng có nói là lựa cho mình mầm số 7 rồi mầm số 8, như đó là mình không biết được đâu. Sau khi mà quay clip xong thì sẽ nhận đơn là sẽ đóng gói ngẫu nhiên hết. Chứ không có thời gian để ngồi lựa cho các bạn mầm này mầm kia. Cái dòng gia ly này thì nó có hai loại nha các bạn, một loại thì lá nhựa cứng, còn cái dòng này thì lá của nó khá là non. Đấy. Các bạn về sưu tầm sổ bông. Cái này là sổ bông chính chủ các bạn luôn nha, về tự sổ bông nha. Bên mình mà bán là hoàn toàn là cũng chưa biết mặt hoa của nó như thế nào. Rồi, anh em nào mua thì các bạn liên hệ số điện thoại trên tiêu đề, các bạn lưu ý là chỉ việc nhắn tin thôi nhé. Nhắn tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại, họ tên, địa chỉ và số mầm cần mua là bên mình sẽ ship. Và lưu ý là sẽ ship code cho các bạn, trừ khi một số bạn nào lấy nhiều mầm thì các bạn vui lòng là chuyển khoản trước. Còn lại thì bên mình nhận ship code. Và mọi người lưu ý là đối với tất cả các khách hàng mua lan bên mình thì xưa giờ đều biết rồi. Thì các bạn trước khi mua thì các bạn phải xác định thật là nghiêm túc. Nếu mà các bạn mà bỏ bom bên mình thì chỉ cần một lần duy nhất thôi thì các bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội lần thứ hai để mua lan bên mình nữa nhé. Tại vì bất kỳ ai bom một lần thì cái địa chỉ đó, cái số điện thoại đó thì bên mình sẽ đưa vào trong danh sách bom và sẽ không có lần hai để mua một bất kỳ một loại lan rừng nào bên mình nữa. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha.